tín hiệu, mình phải lắng tai nghe tín hiệu bắt đầu thi mới đi. Đó là nghe trống xong rồi tắt nha. Còn ở đây xe mình chỉ nói cái vấn đề thi, còn xe mình đây không có gắn cái thiết bị đó thì tất nhiên mình lên chỉnh ghế trước xong mở dây rồi xả lắng tai. Mở dây nha. Ở đây cái bài xuất phát đó, đi khoảng đường 1 mét thử cắt nha, chứ lên không quơ láng qua quơ lại gì hết đó, tự động cắt nha. Rồi lấy dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Tôi thấy mấy bạn lên xe ngồi ôm quái quơ lái liên tục, mà mình xe di chuyển người ta đi đâu lấn lái chưa chưa lấn lái liên tục đó, rồi mình đi từ từ nhìn chiếc đầu nè, tập trung vô nhìn chiếc đầu nhìn đâu hết, chắc cái cải xe đúng một là cái gạch dây trắng nó đúng ngang tay đó. Nếu mình dừng xa quá ngang tay là chừng 5 điểm nhìn chiếc đầu cái chòm dưới nhìn đâu có thấy, nhìn chiếc đó không. Nếu mình dừng lố gì cũng trừ điểm nè, đó lạnh tiền cũng trừ luôn, trừ điểm. Ừ, dừng nó đúng ngang tay, nó dao động trong ngang tay đó. Rồi đầu để mà số 1 lên cầu, để một mức ga lên cầu không có đạp dắt mà xe nhảy là dựng, dựng là không được. Thấy cắt tôi chạy thế nào á, rồi nó mạng nhớ nó làm theo chứ không có lên xe lên ga, lên xe mà đạp mà dựng dựng trên cầu không, mình giữ đằng mức ga đi lên nhìn mình tiếp cầu. Cái cản xe mình qua vạch vàng thứ hai, vạch vàng mà đó rồi thắng là dứt phát. Nắng tay nghe cho rõ nè, ở đây là 4 cái gớp trực tiếp. Cái gớp thứ nhất mình thắng cái cản xe mình chưa qua vạch vàng mà đó mà đi lên là gớp. Gớp thứ hai nó tuột dốc cái thổi đó gớp. Cái gớp thứ ba nữa là đạp ga mạnh quá cái cản xe mình chấm nhẹ vạch trắng rồi gớp. Cái gớp thứ tư nữa là đậu gì là 30 giây không qua dốc gớp. Em nhớ nhiều không có gớp rồi khỏi hỏi gì nữa hết. Rồi là cắt khỏi hành dốc, là miếng thắng mới mở đi học từ từ lên nè. Nghe xe nó cũng được không? Đó. Cứ là bình tĩnh làm, thấy ai mà hấp tấp là làm tắt máy hoài, mỗi lần tắt máy là thấy rớt à, thấy không? Đó, nghe nó cũng được cái đó, dù mình chịu cái chân mình ở đây, dở tới đây. Nghe xe nó cũng được, mình giữ cố định chân mình nó buông thẳng ra, đạp ga lên. Xe đứng chỗ đạp ga không mở đi học lên nữa, mở học mới tắt máy đi. Đó. Đó rồi xe mình lăn bánh tròn tròn tới mới lên mình mới cho dở hết đi học lên, rồi đạp giờ tăng số 2. Đó. Không có đạp đi hợp, tăng số là buông hết, thả hết đi hợp ra, thả dốc. Rồi nhìn á, mình hạng đây là kiếm cái đê vô, không có lấn qua lại cỏ nha, nó có gạch vào lò đây nè, phải ở đây là không có lấn vô đó nha. Tại đây nữa có con lương rồi, mình lấn vô không có được. Đó, B, xong cái đê đây. Đó, tới đây rồi dừng lại, về cái bộ. Tới đâu làm gì mình nhớ đó. À, rồi đi vô bên này là con lương, bên kia là con lương, cái cản xe mình vô giữa đường. Còn giả đây có những cái mũi tên là cản xe ngang trong mũi tên này là mà rồi đánh lái đều tay vô. Không có ăn gian nhưng cũng không đánh lái nguội nữa, hiểu không? Nhìn cái kiến tròn đó, cái nhìn chừng nào cái nặng kiến hậu mà không có quẹt cái biển báo mình cứ đi thẳng vô. Mình cho quẹt biển báo, thấy quẹt biển báo là ve lại, hiểu không? Trả lái là nhìn kiến tròn, mắt mình không có nhìn ở đâu trước đâu, tới đây rồi là nhìn ngay kiến tròn ở ngoài luôn đó. Cho cái mép cả nó kè lên lưng ngoài, đi thẳng tới, đó, tất cả thấy vạch vàng ha không? À. Cái quy tắc mình, cái cản xe mình đè hết vạch vàng ngang rồi đó. Ở đây là tôi chạy chậm để chỉ bài, cái mốt các bạn mình chạy chậm cái gì đó, nó bị lỗi bài đó nha. Mình tiến tới cái cản xe mình qua cái vạch vàng ngang, nó lái ra trái. Đó. Rồi nhìn viên tròn tiếp, không nhìn đâu hết. Nó thấy cái mép cản nó bám vô vạch vàng giữa không? Đó. Đó, nó bám vô đó đó. Nó ba vạch vàng nhưng cái mép cản mình nó bám vạch vàng giữa. Xong rồi tiến thẳng vô nhìn kiến hậu là thấy là cái hông xe mình thở cái ống hơi, nó có hơi đen đen nó ra đúng tắt. Nói cái hông thôi nha, chứ không có nhắc nó cái bánh nha. Thì thẳng vô, ví dụ như lỡ đánh gì mà xéo nè. Đó, gì là xéo rồi phải không? Xéo đánh nhẹ lại, nhẹ nhàng thôi chứ vô đây quơ lái ào ào là không được. Đó, ví dụ đánh lỡ đánh đây mạnh vô đây sâu quá nó xéo nè, thấy không? Xéo đánh nhẹ nhàng ra. Cái này thì thử thôi, thấy không? Mình cảm thấy nó ngay mình cứ ngay mình đi, thấy không? Rồi bánh sau mình ra hết cái ống hơi đó. Mình kiếm tròn xong mới chăm nhìn cái hậu. Xong nhìn cái máy bút lơ ra nó bút vuông vàng là nó lái mà. Rồi cho thân xe mình nằm sát qua bên trái. Tương tự nhìn đây, ví dụ cái nhịp thứ hai này đánh qua không hết thì cứ ve lại nghe chưa. Tại mình đây cái tay lái này qua nó hơi ít. Đây sửa rồi đó. À, đánh lái điều tay qua từ vạch vàng đó tới vạch vàng này 2 phút.
quá 2 phút rồi rồi. Một cán là trừ điểm. Đó vậy đó, nay là học nhiều các bạn đó rất khó. Rồi bây giờ á, xe mình dài quá không có thể quay lại cái chỗ xuất phát được, cái bài xuất phát hồi nãy nhớ là nó thi mình làm vậy thôi. Mai mốt ghép hình vô thì mình đi vào tới đây mình quay ngang qua đây nè. Dầm xe nó quay qua đây nè. Qua đây dừng cái đường đi bộ. Xe mình không thẳng nhưng trong đầu mình suy nghĩ là nhìn cái kiếm tròn đó, dừng lại tách chặt cán nó đúng ngang tay, hiểu chưa? Đó vậy đó. Rồi hiện lên chạy trước đi rồi có về về. Đây đi cưng. Cái bài này có khó đó, các bạn chú ý nha. Thì cái trần nghe lại chứ bắt đầu lại chạy động. Về đâu, đó nó đậu đây đi đâu, cái xe đâu mà về. Nó nói rồi, cái xe mình dạng không quay đầu lên, chứ được, cứ tới đây quay đây, rồi mình dừng cái này cán rồi mình đi. Cái đây dừng trong đầu mình suy nghĩ là vậy đó. Không nói người ta chạy chậm, không nói. Nãy là thấy là một cuộc. Đi làm sao cái ga mình đủ sức cái xe lên dốc thôi, không có đạp mạnh mà cũng không có yếu quá. Đạp mạnh hay chậm thì mình thật cũng biết xe là gì. Cứ đi đầm ga lên vào nhìn cái trò rồi. Cái chảng xe mình qua cái dọc vàng ngò ở trên đó mình mới đạp cái họ xuống. Chưa qua, đã nói chuyện nào cái chảng xe mình đang lên dốc cái xe nó không có trường lên nữa. Cứ đi lên cái chảng xe mình qua hết dọc vàng phải đạp cái họ xuống. Tại vì xe đang dốc đạp đạp xuống thì đầm xe đứng có liền không lên nữa, thôi phải hành đi. Rồi buông thắng đạp ga mạnh lên. Buông thắng đạp ga mạnh dứt phát lên. Đạp mạnh ga lên. Đạp mạnh tới đây nó đang tốt. Qua 30 giây là tính cái đuôi xe chứ không phải tính cái đầu. Cái đuôi xe mình qua hết vạch nó là 30 giây á. Cứ đạp ra mạnh lên, đang nói xe mình lên trên giữa cái đầu đi cái mình đang tăng. Đi đây tại giờ tại tại nó nhân thân chẳng nó có cái mưa cái xe mình không lắm về. Các bạn sao chú ý nha, mấy người đầu mình nói nhắc mấy người đầu, mấy người sao chú ý nghe mình làm theo chứ mình mỗi người mỗi nói, mình nói nhiều quá không tốt. Nghe gì chả có động cơ liền mà rồi nói tất cả đây có đầy đủ hết rồi nè nha. Đánh hết lái là mình trả cái độ cơ vô năng mạnh liền chứ không để siết gì hoài luôn. Bây giờ siết đỏ nào nó cũng không có qua nữa, hiểu không? Không có qua nữa là đi xuống cái thùng mới mở lấy chìa khóa 27 với 24 ra mở hai cái tay rồi xong mua tách tre nó ra rồi nó mới bánh mới quay ra được, hiểu không? Đó nó hết lái rồi mình nhả cái độ cơ liền để ngồi nó ép nó bẻ cái bớt ra lái rồi là chết lớn nữa. Nghe nè rồi mình biết rồi, đúng không? Mình trả cái độ cơ có vô năng chứ không có phải là bánh xe nó không có đi qua nữa. Độ cơ qua thả lỏng vô năng mà nhớ có bơm lên. Rồi đánh lái qua bên trái liền, đánh lái qua bên trái cho bánh xe quay ngược trở lại liền. Để không để gì đánh lái chỉnh vô cho y vị trí cũ nữa, hiểu không? Xe còn xe đánh qua bên trái là bên nào? Xe còn xe quay hồi gãy vô năng bây giờ, xe còn xe đánh lái mạnh qua bên trái coi, nó mạnh qua bên trái luôn nè, đó vậy đó rồi xanh chạy tới coi nó. Nó bên trái là bên này là bên phải, không biết nó nào bên trái mà nó chết rồi. Đó rồi đi vô thì mình không đá lái lại, nó phải vô thị trường còn ngủ. Rồi từ từ đi vô, thả lái vào đây chứ. Thả lái vào đây chứ. Thả lái vào đây nè, mình đi nhìn cái tròn nó đem nó bám vô sát vật vàng giữa đó. Cái bảng nó bám sát vật vàng giữa. Đó, vậy đó. Rồi chảo lái lại. Nhìn cái hậu cái nó song song vô, giữ song song vô nha. Đánh ra nó kéo mà nè, đánh ra, sao đánh vô ngoài vậy? Bây giờ cái đề đánh ra đâu, đánh ra nó ra nó vô đây nó vô luôn luôn, trời nó ra vô không biết. Bây giờ nghe nó rõ nè, thắng lại ra thầy nó đánh ra là ra trái, vô là vô phải, cũng như giống như mình đi ngoài xe mình đậu ngoài lộ vậy đó. Mình mở nhanh ra để mình hô đi ra đường đi mà mình đánh lái vô mình xuống ruộng luôn rồi sao, hiểu không? Ra là ra trái, vô là vô phải, cả nó kéo gì rồi hô ra thầy hô đánh ra là ra trái nó mới hở, vậy nó vô luôn luôn là gớt luôn.
xe mình đọc cái mức đó mà nó nổi bài liền. Chiếc nó dễ nhìn, nó hạn nhìn chính là không được, rồi lên chiếc xe trong công ty là không nhìn được.